cứ cuối clip nó chửi chị là nó có clip lồng tin nhắn khách khen phong thủy nhà nó. Nói thật, nếu như mà muốn mọi người muốn xem phong thủy ấy, để mình làm một cái clip xong mình à quên, mình sẽ làm một cái tớt, mình đẩy một số địa chỉ, một số thầy phong thủy mà mình xem, những thầy đắc đạo, những thầy cao tay và những thầy thật sự là giỏi nha. Những cái chuyện đấy thực tế nó như thế nào, thầy phong thủy giỏi ấy, mọi người gọi điện người ta còn không thèm nghe, chứ dăm ba cái loại thầy mồm trên mạng ấy, nói vớ nói vẩn mà tin ấy, không chỉnh sửa cái gì được đâu. Riêng về phong thủy đây là cũng rành này, các bác hiểu không? Chứ còn thầy bà người ta có tài năng đức độ, người ta không có lên mạng. Mấy ông mấy bà ơi, nghèo như tôi mới lên mạng live stream bán mấy cân khô, mấy cân măng. Chứ người giàu người ta đi du lịch năm châu bốn biển rồi. Những người mà làm về phong thủy nhá, làm giỏi về phong thủy, nó phải gặp duyên. Gặp duyên người ta mới làm cho các bạn. Có rất nhiều thầy, không phải là bạn cứ có tiền là người ta giúp các bạn đâu. Có những người thầy tôi biết, người ta giúp những người mà những người đấy điều kiện không hề có và họ rất khó khăn. Đó, bảo hiểu không? Nên là rất là khó khăn. Cho nên là gì? Người ta giống như kiểu cái duyên, cái đức của người ta, người ta gặp cái người này, người ta thấy là ồ, cái người này đang gặp vấn đề, người ta giúp. Sẽ có những người, người ta giúp những người khác không lấy tiền, hoặc lấy một chút tiền, gọi là tiền bông, tiền hoa để cúng bơi. Hoặc là người ta chỉ nói là ờ cái này em nên sửa cái này, ờ cái bếp này em nên sửa cái này, cái cửa ra vào em nên sửa cái này, cái mệnh của em nên sơn cái màu cửa cái này. Người ta chỉ giúp một câu nói đấy thôi, người khác cũng xoay chuyển vận mệnh. Cái này là có nha. Nhưng mà thật sự những người có tâm có đức và giỏi như vậy, người ta không rảnh lên mạng ra giả để nói rằng là người ta như thế đâu nha. Người ta sẽ không rảnh lên mạng mỗi ngày để người ta nói rằng người ta giỏi. Cái người giỏi người ta không cần phải ai đi gọi là tâm bốc trên mạng. Cái người giỏi và người thu thập được lượng khách hàng là phải có cả lượng khách hàng tôn trọng người ta. Dạ thầy ơi, thầy giúp con này, giúp con này kia. Còn cái thể loại dăm ba cái thầy ở trên mạng ấy, ngồi nói ra giả trên mạng ấy, tôi nghĩ rằng là cái tỷ lệ người để thật sự có tài ở trong cái câu chuyện đấy nó là rất thấp. Bởi vì những cái người mà tôi biết ý, để người ta xem cho những cái người tiền thì phải gọi là đè chết một quận luôn. Là mình chỉ gọi là được nghe, được nhòm, được nhìn thấy, được gặp một lần. Nếu cần để em gọi cho những người em biết, em xin số. Đó, nhưng vấn đề là các bác có đủ tiền để trả người ta không? Nếu như gọi là xanh chín, ờ con muốn cúng khai trương, con muốn cúng nhập trạch cái gì đó, con muốn cúng động thổ cái gì đó, con muốn thầy đến xem nhà con gì đó. Nếu mà về làm ăn người ta thu nhiều tiền lắm. Chứ còn dăm ba cái thể loại thầy sâu ba bốn cái tin nhắn, xin lỗi các bạn đi, mình tự tạo nick ảo, mình tự, các bà muốn bao nhiêu tin nhắn, các bà muốn bao nhiêu tin nhắn, các bà muốn bao nhiêu cái gọi là voi để bảo rằng là à, cảm ơn thầy. À, từ ngày con gặp thầy con được xoay chuyển, không có. Những người mà người ta được gặp những thầy xoay chuyển vận mệnh, người ta sẽ không bao giờ đi public nhiều. Bởi vì sao? Càng nhiều người được gặp thầy để được xoay chuyển thì đồng nghĩa với việc cơ hội mình làm giàu nó càng thấp. Bởi vì thầy giúp mẹ hết xã hội rồi thì xã hội ai cũng may mắn, ai cũng giàu có lên nhờ xem phong thủy, thì làm gì có người nghèo. Nên dăm ba cái chuyện mà dán cái miếng bùa này, dán cái miếng bùa kia vào điện thoại, vào này kia, không bao giờ có sự thật. Tất cả những cái gọi là dán vào cái điện thoại này để mình đông đơn, nói thật các bạn luôn, ai ghét mình chịu. Các thầy bà chửi tôi chịu. Tôi lượm thêm một lượng antifan từ các thầy bà, tôi chịu. Nếu mà để dán một cái miếng, mua 200-300 nghìn vào cái điện thoại để các bạn mà giàu được thì nó dán cho cả dòng họ nó rồi. Mọi người phải hiểu cái này, mình muốn mình kiếm được tiền, việc đầu tiên mình phải nhìn rõ mình là năng lực của mình đến đâu. Như em học dốt, em học rất dốt, về cộng trừ nhân chia, về quản lý doanh nghiệp em không làm được. Chính vì thế em chỉ bán được online, là em bán đơn nào em biết đơn đó.
đấy là cách buôn bán thông thường của em. Em không có khả năng để xây dựng một blend, một hệ thống, em không làm được. Và em lại là người đa nghi, nên em không thể tự lực một mình làm một blend hàng hóa, ví dụ kem dưỡng hay một cái dòng sản phẩm nào đó để em thành boss được. Và em cũng không bao giờ tin rằng là em dán cái gì vào đây, em dán cái gì vào cái két, hay em dán cái gì vào cái xe của mình, đặt cái gì trong bàn thờ nhà mình, hay đặt cái gì trong cái kệ kiếc bán hàng của mình để mình giàu được. Không có. Nó đều phải là từ thực tế. Còn phong thủy nó sẽ là xoay chuyển. Ví dụ như em là phải để móng tay vuông chẳng hạn, sơn màu đỏ, tai phải đeo khuyên tai, thì nó giống như thầy mà bảo em là gì, cái em là người quá cứng cáp, quá cứng, nên là cái khuyên tai là phải đeo để làm gì, nó chấn lại cái tính cứng nhắc của mình, mình sẽ buôn bán mềm mại hơn với khách hàng. Móng tay phải sơn đỏ, phải là móng tay vuông, con người nó phải kiên định, nó là như vậy. Hoặc là mình là người nóng nảy, mình phải ngủ cái giường có cái ga đệm màu nâu đất, màu xám lạnh ấy, đừng ngủ ga giường màu đỏ, tính mình nóng nảy, mình sẽ nằm thân nhiệt nó không an. Cái đấy là những cái đơn giản như bạn nha. Nên là mình nói các bạn này, các bạn đừng bao giờ tin rằng thầy bà rằng là để cái này trong túi, để cái kia trong ví, nó chỉ là một vật vô tri. Nó sẽ có tác dụng thật sự nếu như người thầy đó đủ đức độ, năng lượng tốt và đạo đức. Người ta sẽ đủ một cái gọi là tích cực, thu hút cái năng lượng tích cực của gọi là trên trời ấy, gọi là những cái năng lượng ở trong tâm linh ấy. Người ta sẽ giúp mình chấn yểm một chút thôi để mình an yên hơn, mình tập trung công việc hơn. Còn đâu làm được hay không là do mình, chứ không phải do cái gì thầy bà thỉnh cho mình. Cái đấy là mọi người ghét em, em chịu. Nhưng mà em không tin vào câu chuyện đó. Ví dụ như bảo Trang ơi, em là tuổi hổ, năm nay người xông đất nhà em phải là tuổi dậu chẳng hạn. Em phải là dậu bao nhiêu, dậu 93, 94, 95 gì đó. Em phải tìm người đó mở hàng cho em. Cái đấy là đúng. Mở hàng người đó, người ta hợp cung mệnh với mình, thì nhiều khi đầu xuân năm mới khách vào dễ dàng, thì là nó sẽ trôi chảy hơn. Nói chung là cái cảm giác sẽ trôi chảy hơn. Ừ, là người mình chọn, ê mày 94 phải không? Đến khai trương cửa hàng cho tao nhá, 10 giờ tao mở, mày đến 9 rưỡi đi, mày vào đầu tiên mày gọi một mâm đầy đủ cho tao. Cứ như là đấy là chỉ là một cái cảm giác, để mình thấy rằng là người khách hàng đầu tiên mở hàng cho mình, họ là hợp mệnh với mình có một đức tin rằng cái đấy là hợp với mình. Mình tin trong lòng, mình sẽ cảm thấy an tâm, và mình sẽ gọi là có cái động lực, mình sẽ làm việc. Chứ còn nó không có cái giá trị gọi là 100% là như vậy nha mấy bà. Nó chỉ đem cái tính chất là an ủi tâm can mình mà thôi. Đó. Còn ví dụ như người ta không hợp mệnh mình, người ta có phải người ta ghét mình đâu. Người ta đến mình ăn là người ta đã thương mình rồi, người ta quý mình và người ta thích mình. Nhưng mà chẳng ngay cái cung mệnh đấy nó hơi khắc mình, nó sẽ làm cho mình hơi mệt một chút. Nhưng mà mình cũng không được phép đốt vía đốt van người ta. Các bà hiểu không? Có những ngày em nói thật cho chị nghe, có những ngày em phải đốt vía quán em. Là em ra quán mở hàng, em vào quán đầu tiên, cái thân thây của mình cũng không ra gì, mình máu chó điên mình vào, mình đem cái năng lượng xấu vào quán mình mở hàng, mình nghĩ thế, mình tự đốt vía mình luôn đấy các bà. Em á, nên là các chị à, mình sống cuộc sống nó vui vẻ, mình tích cực mọi chuyện, mình năng lượng tích cực, thì khắc mình sẽ gặp những may mắn. Như em ấy, em mà được các chị mua hàng nhà em ấy, ở Trang ơi nghe Trang chửi nhiều khi buồn cười, thấy thương Trang bảo dạ cảm ơn chị thương em, cái bún đậu em ăn nha các chị. Một câu đấy thôi, một lời mời mọc đấy thôi, người ta về Việt Nam người ta ghé quán mình người ta ăn, thấy có phải là vui cửa vui nhà không? Đúng không mấy bà? Đừng có tin dăm ba cái rán, em không tin gì đấy. Không tin. Bởi vì cái đấy người ta thỉnh về, gọi là người ta mua cả, mua tầm ký chục ký người ta bán. Một cái miếng mỏng mỏng đấy có bao nhiêu hoa? Một hoa không? Gồm các thầy các bà thỉnh một lần, thỉnh cả 30 cân rán. Các ông các bà có trì chú vào cái miếng đấy đúng tên ngày tháng năm sinh, nơi ở địa chỉ người ta không? Hay là cứ thế là phát thôi? Chị không mở bún đậu Hà Nội em ạ. À,